Việt Nam chính thức có vé vòng knockout Asian Cup 2019 sau trận Triều Tiên và Liban. Liban có chiến thắng 4-1 trước Triều Tiên, thế nhưng với tỷ số này đội tuyển Việt Nam đã chính thức có vé cuối cùng vào vòng 1/8 Asian Cup 2019. Với quyết tâm giành chiến thắng đậm để đoạt vé đi tiếp, Liban lập tức triển khai thế trận tấn công trước Triều Tiên. Ngay phút thứ 6 Liban đã có cơ hội, nhưng đáng tiếc đội trưởng Matop đã dứt điểm không thành công. Chơi ép sân, thế nhưng bất ngờ đã đến ở phút thứ 9 khi Triều Tiên có bàn vươn lên dẫn trước 1-0. Từ quả đá phạt trước vòng cấm, Gang Ji-ung đưa bóng đi hiểm hóc hạ gục thủ môn Liban. Bị thủng lưới, Liban tiếp tục dâng cao đội hình tấn công. Sau nhiều nỗ lực, bàn gỡ hòa đã đến với Liban ở phút 27. Từ nỗ lực đi bóng của Matuk, Menki nhận bóng và dứt điểm cận thành đưa trận đấu về vạch xuất phát. Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, Liban tạo ra được một vài cơ hội rất ngon ăn. Tuy nhiên, tất cả đều không được cụ thể hóa thành bàn. Bước sang hiệp đấu thứ 2, Liban vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng lại khá bế tắc trong khâu tiếp cận khung thành đối phương. Sau hàng loạt tình huống tấn công bế tắc, bàn thứ 2 đã đến với Liban ở phút 65. Từ đường căng ngang của đồng đội, Anhegwe thoải mái dứt điểm đưa Liban vươn lên dẫn 2-1. Có bàn thắng, Liban chơi tự tin hơn và họ ghi bàn thứ 3 ở phút 80 trên chấm 11m. Cầu thủ lập công đó là Matuk. Trong khoảng thời gian còn lại, Liban thi đấu khẩn trương và có thêm bàn thắng vươn lên dẫn 4-1. Đây cũng chính là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Với kết quả này, Liban không thể giành vé vớt cuối cùng đi tiếp và nó chính thức thuộc về đội tuyển Việt Nam.